Kính chào quý cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay em sẽ nấu món canh gà. Và bây giờ em sẽ giới thiệu qua nha. Đây em đã chuẩn bị được một con gà này. Em đã làm sạch sẽ này. Và em có chuẩn bị ở đây gừng. Gừng em chuẩn bị được 2-3 củ gừng vừa thế này. Rồi em có chuẩn bị ở đây là được một chén rượu trắng nha. Chén rượu trắng, loại rượu mà rượu gạo nấu ở đây này, chén rượu trắng này. Rồi bây giờ em sẽ tách gà ra nha cả nhà. Canh gừng á, em chỉ có lấy cái đùi với lại cái ức thôi nha. Bây giờ em sẽ chặt lấy cái đùi gà nhé. Đây nhé cả nhà, em sẽ nấu canh gà một cái đùi với lại cái ức. Và bây giờ em sẽ đi bắt bếp lên em nấu. Còn cái này em sẽ chặt ra để em kho xả. Em chặt xong em đi bắt bếp nấu cái món này trước. Em sẽ nấu canh gà bằng cái nồi đất này nha. Em sẽ đổ vào đây, đổ nước vào đây. Đun nước, chờ cho nước sôi. Gà với đùi gà em đã chặt xong rồi. Em sẽ sắp gừng nhé. Đây nha, gừng đây em thái chỉ này. Này em đập dập nhé. Nồi nước đã sôi nha. Em đổ gừng vào này. Đổ hết gừng vào. Tiếp theo em đổ rượu trắng vào nha. Chờ cho nước sôi lại một chút nữa thôi, để nắp lại, sôi khoảng 1 phút lại nữa thôi nha. Đây nha, nước đã sôi lại này. Bỏ gà vào. Bỏ gà vào đun trong vòng 45 phút nha. Nếu mà có bọt thì chúng ta hất bọt nha. Để nắp lại. Sau khi gà em đã nấu được 40 phút thì em nêm vào đây muối. Nêm vào đây bột ngọt, một muỗng muối rồi, một muỗng bột ngọt nữa nha, là đủ là được rồi. Nêm vừa với khẩu vị thôi. Rồi chúng ta đậy nắp lại đun cho vòng khoảng 2 phút nữa cho gia vị nó được tan á, được thấm á. Vậy là nồi canh gà của em đã chín nha, em sẽ nhắc xuống. Gà em đã nấu xong, còn cái phần gà còn lại á, em chặt ra thành miếng vừa ăn, em ướp gia vị khoảng 10 phút rồi. Gia vị em ướp xả rồi đó, ướp nghệ rồi, hành, đổ ớt, đổ muối rồi, em ướp đầy đủ gia vị rồi, thơm ngát rồi đó. Em sẽ bắt lên em kho nha cả nhà. Kho xong cái món này thì em sẽ nấu cơm. Nấu xong cơm thì em sẽ cùng với gia đình dùng bữa tối. Mình đã đảo cho hút gia vị rồi. Mình sẽ đổ vào đây một chút nước nha. Khoảng một chén nước đấy. Đổ vào đây. Để gà được chín. Giờ đậy nắp lại nấu tiếp.
rất là thơm ngon luôn. Em mời cả nhà cùng dùng bữa tối với gia đình em nhé. Bỏ ít cho nó hầu nó ăn bỏ.